Đồ sơn là combo hoa huệ, hoa nhài cùng với hoa trắng, rất là hấp dẫn, chứ không phải là ghẹ, không phải là mực miết, không phải là hải sản gì đâu nha anh em. Hi, lại là mình đây, rất vui các bạn lại quay trở lại với kênh YouTube của mình là Kiên. Và ngày hôm nay thì mình sẽ review hai chai nước hoa lấy cảm hứng từ Việt Nam, đó chính là chai nước hoa Tam Đảo và chai đồ sơn của nhà Diptyque. Phải nói rằng đây là hai chai nước hoa lấy cảm hứng từ Việt Nam nha, chứ không phải là hai chai nước hoa do Việt Nam sản xuất. Và hai chai nước hoa này thì mình cũng nhận được khá nhiều những cái yêu cầu làm review em nó khá là lâu rồi. Và chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu luôn trong video lần này nha. Trên tay mình đây đều là hai phiên bản EDT của chai Tam Đảo và Đồ Sơn. Nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy rằng hai chai này nó có phần khác biệt nhau về ngoại hình đúng không? Thì đây là Tam Đảo phiên bản mới và đây là Đồ Sơn phiên bản cũ. Đây là phiên bản cũ, là nó sẽ có hình vuông như này, là chai này thì không còn sản xuất nữa rồi. Thì hai chai nước hoa này mình đều đi mượn thôi. Thì theo như chủ nhân của hai chai nước hoa này, thì đối với cái phiên bản Đồ Sơn phiên bản cũ này thì mùi hương của nó so với cái phiên bản mới hiện nay thì nó có phần dày hơn, nó có phần gọi là blend, có phần vui mũi hơn. Thì đối với Đồ Sơn này mà khi mình ngửi ở trên da mình thì mình ngay khi mình xịt ra mình thấy cảm thấy một chút xanh cùng với hoa trắng. Hoa trắng cụ thể đây đó chính là cái vị ngọt béo của hoa huệ, nó có phần hơi fruity, hơi kiểu hoa quả một chút đó. Và em này thì nó là mình liên tưởng đến chai nước hoa Gucci Bloom này mà mình đã có video review rồi. Nó cũng là tổ hợp hoa trắng cùng với hoa huệ. Nhưng mà với Gucci Bloom này thì nó mang đến một cái hình ảnh khá là trẻ trung, khá là sáng, khá là kiểu ngây thơ trong sáng ấy. Còn đối với Đồ Sơn của nhà Diptyque này thì nó lại là một cái mùi hương có phần tinh tế, có phần trưởng thành hơn. Tóm lại là như đây như kiểu cô gái 20, còn đây là cô gái kiểu 23, 24 tuổi 25 rồi, nó đã trưởng thành hơn, nó đã tinh tế, nó đã khéo léo hơn rất là nhiều. Thì ngay khi ban đầu các bạn có thể thấy rằng là cái mùi của hoa nhài, cái mùi xanh của hoa nhài cùng với cái vị béo ngọt của huệ nó chen nhau đẩy lên xuất hiện trước mũi bạn. Nhưng mà khoảng tầm nửa tiếng đến một tiếng sau thì mùi hương này nó lại thành tổ hợp một cái mùi hương rất là tuyệt vời, nó không có cái gì bị quá đà cả. Mình là một thằng, như các bạn đã theo dõi kênh của mình ấy, thì mình nói rằng mình là một thằng ghét mùi huệ khá là nhiều. Nhưng mà huệ ở Đồ Sơn này nó có phần na ná giống với huệ ở Gucci Bloom kia, nên là mình khá là thích em đó. Và mình không bị kiểu ghét quá đà như là một số chai nước hoa mang cái mùi huệ khác như Cana Flower của nhà Frederic Malle đó. Thì em này bám tỏa ở trên da mình chắc là khoảng tầm 6 đến 7 tiếng. Mình không nghĩ rằng là nó bám kém lên như vậy. Chúng ta phải thực tế với nhau, đó là em này bám trên da mình có tầm 6 thôi, không đến 7 tiếng, tầm 5 đến 6 tiếng thôi. Mặc dù cái dui của nó rất là vàng như này. Và cái mùi độ tỏa hương của em nó thì em nó có tỏa hương ban đầu khá tốt, khoảng tầm hơn một cánh tay, và khoảng tầm 1 tiếng sau khi dry down rồi vào cái bay nốt rồi thì mùi hương này nó chỉ gọi là khi ta tiếp xúc dần với nhau thì bạn mới có thể ngửi thấy mùi hương của chai nước hoa Đồ Sơn này. Và giá của em này thì mình cũng chưa cập nhật được, hình như khoảng tầm trên dưới 2 triệu gì đó cho cái phiên bản 100ml mà phiên bản mới nha. Còn phiên bản cũ ngoài thì đắt hơn rất là nhiều. Và em này thì tất nhiên rồi, phù hợp với những bạn nữ, trên da những bạn nữ thì vô cùng đẹp. Còn nếu như hỏi là nam có sử dụng được không thì mình nghĩ rằng là sẽ là có. Các bạn nam theo kiểu phong cách kiểu lãng tử, kiểu phóng khoáng thì nó sẽ phù hợp với cái mùi hương này. Còn nếu như bạn nào mà thích cái kiểu mạnh mẽ, rắn giỏi thì Đồ Sơn phiên bản này sẽ không phù hợp với những bạn nam. Đó là chai nước hoa Đồ Sơn. Còn đối với chai nước hoa Tam Đảo này thì nếu như ở chai nước hoa Đồ Sơn thì các bạn có thể sử dụng được cho cả nam và nữ khá là ok. Thì đối với Tam Đảo thì mình nghĩ rằng là nó nghiêng nam khá nhiều, và gần như là các bạn nữ phải thực sự là rất là cá tính thì mới sử dụng được em nó. Tại vì em nó là một cái combo gỗ cùng với gia vị khá là nồng nàn, khá là ngọt ngào, nên là khi các bạn nữ xịt ra các bạn nữ sẽ không thích một chút nào cả. Thì trên da mình, chai nước hoa Đồ Sơn này khi xịt ra thì nó có một cái mùi hương rất là quen thuộc. Thì mình có hỏi anh em thì anh em bảo là nó có mùi giống với chai nước hoa Molecule 01, một chai nước hoa đã rất nổi tiếng trong thời gian gần đây, đó là lúc ngửi thấy, lúc không ngửi thấy, mùi hương
cái kiểu khi xịt ra phát thì chẳng ngửi thấy gì cả, nhưng mãi lúc sau khi hoạt động cơ thể nóng lên thì các bạn mới có thể ngửi thấy mùi của molecule 01. Thì mình nhớ rằng là khi mình xịt chai molecule 01 này ra thì nó có mùi giống với cái mùi gỗ bút chì, những cái loại xịn ấy. Thì chai nước hoa này cũng vậy, nhưng mà cái mùi ở đây thì cái mùi của Tam Đảo đây thì nó có giống mùi gỗ bút chì, nhưng mà có thêm phần hơi chua và hơi gia vị, hơi cay cay nữa đó. Nên là cái mùi hương này chắc chắn là nó sẽ, với mình thì nó sẽ gần như là không hợp nữ một chút nào cả. Và khi dry down của chai nước hoa Tam Đảo này thì cái mùi tiêu cay ban đầu nó sẽ dịu xuống, cái mùi của gia vị nó sẽ dịu xuống, nó chỉ còn một chút hơi chua và gỗ nó sẽ bật lên khá là rõ. Và em này thì mình nghĩ rằng là nó theo hơi hướng hơi kiểu vintage một trước, hơi kiểu cổ điển một chút, nên là nó chỉ một chút thôi, nó không quá là nhiều như những chai nước hoa mang hơi hướng gỗ mà già già. Chai nước hoa này thì mình nghĩ rằng là nó sẽ phù hợp với những bạn khoảng tầm từ 25 tuổi đổ ra và đi làm trong môi trường văn phòng, và sẽ sử dụng thích hợp vào những ngày trời nóng, trời mát, những ngày trời mưa mùa hè, và những bạn làm văn phòng là ok. Còn với chai này mà các bạn xịt vào trời thời tiết mùa hè ở Hà Nội 39-40 độ ấy, thì thực sự là nó sẽ rất là khó chịu. Còn nếu như sử dụng vào cái mùa đông thì mình nghĩ rằng mùi này nó lại có phần yếu, nó lại không, cái gia vị ở đây nó không rõ ràng, nó lại không khiến bạn gọi là sảng khoái, nó không khiến bạn kiểu, nó không làm đủ chiếc mũi của bạn vào mùa đông. Nên là em này thì dùng có lẽ là hơi dở ra. Thời tiết ở Việt Nam, một nóng hẳn, hai lạnh hẳn, còn cái thời điểm ra mùa thì nó rất là ngắn, nên là mua chai nước hoa này để sử dụng những cái dịp như vậy thì có lẽ rằng là nó cũng, các bạn là nên cân nhắc. Đối với Tam Đảo này thì nó lưu hương ở trên da mình khoảng tầm 6 tiếng. Một cái combo gỗ và gia vị mà chỉ bám được 6 tiếng ở trên da mình thì mình nghĩ mình không đánh giá cao mùi hương này, còn không biết phiên bản EDP của nó như nào, tại vì mình cũng chưa thử qua. Nên là đối với phiên bản EDT này thì nó tỏa hương khá là ok, nhưng mà với cái độ lưu hương thì tầm 6 tiếng cho một cái combo như vậy thì mình nghĩ rằng là cần phải cân nhắc. Đối với giá tiền của Tam Đảo thì hình như là nó cũng xem với chai Đồ Sơn tầm trên dưới 2 triệu một chút. Gần như tất cả những cái sản phẩm của nhà Diptyque này nó đều vậy. Và mình cảm thấy rằng là mình đã ngửi qua những cái chai như là Philicop này, Sen này, rồi Tempo này, khá là nhiều mùi của nhà Diptyque này rồi. Thì mình thấy rằng là mùi của nó blend thì có phần khá là dễ ngửi. Cái thứ hai là nó mang tính hơi nhẹ nhàng, và cái độ bám tỏa của nó thì ở mức gọi là trung bình, 6 đến 7 tiếng. Có lẽ rằng là nếu như các bạn ở nước ngoài thì các bạn sẽ không thực sự phù hợp với những cái độ bám tỏa như vậy, tại vì trời lạnh mà cái độ lưu hương và độ tỏa hương chỉ tầm 5-6 tiếng tầm đấy thì mình nghĩ là không hợp. Nhưng mà nếu như các bạn sử dụng ở Việt Nam mà các bạn biết cân nhắc sử dụng vào những cái mùa thích hợp thì nó khá là ok. Và cái giá tiền đi trên 2 triệu cho những sản phẩm của nhà Diptyque này thì mình đánh giá khá là cao. Ngoài ra thì nhà Diptyque này thì họ còn sản xuất cả nến nữa. Nếu như các bạn nào quan tâm thì các bạn có thể tham khảo ở trên các trang chủ của nhà Diptyque, có cả nến, những thứ rất là đẹp, rất là hay. Và đó là cảm nhận cá nhân của mình về hai chai nước hoa Đồ Sơn và Tam Đảo phiên bản EDT này. Đồ Sơn là combo hoa huệ, hoa nhài cùng với hoa trắng, rất là hấp dẫn, chứ không phải là ghẹ, không phải là mực miếc, không phải là hải sản gì đâu nha anh em. Còn đối với Tam Đảo này thì nó là một cái mùi của gỗ và tiêu rất phù hợp để sử dụng với không khí ở trên Tam Đảo, Sapa hay Đà Lạt. Và các bạn cảm nhận ra sao về hai mùi hương này? Nếu như các bạn đã sở hữu qua về em nó thì hãy bình luận về cảm nhận cá nhân của bạn ở bên dưới, và đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh YouTube của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.